Rất là sợ hãi vào ban đêm ở Iowa coi báo hú lốc xoáy xảy ra. Kêu gọi tất cả những cái người dân sống chỗ này phải rời khỏi ngay lập tức. Bị ngập lụt xảy ra. Cái đập bị bể. Nước quá nhiều tràn xuống không thể nào kiểm soát được chúng tôi ở đây không có tải nào lấy nước ra cho kịp. nhiều đội rescue cứu người ra bên ngoài. có gần 500 căn nhà ở bên trong. có một số người phải trèo lên trên nóc nhà không có chỗ nào để mà chạy hết. mưa liên tục xảy ra cả ngày trời đập bị bể nhìn từ trên không xuống rợn tóc cái nguyên cái khu neighborhood nước ngập hoàn toàn trong lúc tình trạng khẩn cấp được ban hành thống đốc kim báo cho biết có nhiều chỗ hư hại thảm khốc ở trên hoa kỳ trời nóng khủng khiếp hơn một trăm triệu người từ California cho tới New York nằm trong tình trạng nóng. Có nhiều chỗ cảm giác giống như hơn một trăm độ. Thành phố Philadelphia, trời nóng khô ràng. Từ một tới mười thì trở thành như thế nào? Baltimore lên tới 101 độ. Gắn cố gắng ở trong nhà, không có đi ra ngoài đường. Idaho, trời nóng, trở thành chết người. Nhà chức trách báo có hai người đã bị chết về trời nóng. CDC báo nhiều chỗ trên Hoa Kỳ trở thành rất là nóng. Năm rồi, có khoảng chừng 2.300 người đã bị chết. Tính ra là mỗi năm nó đều tăng lên. Những nhà thương trên Hoa Kỳ đang sử soạn cho nhiều người bệnh. Trời nóng liên tục như vậy, không có ngừng. Bà có thấy nhiều người bị nóng vô trong nhà thương hay không? tôi nhìn thấy số người bị nóng vô trong nhà thương đang tăng lên cũng có một số người bị bệnh khác chung vô trong lần này người đó chạy nóng họ làm bị bệnh nặng thêm